Và với một chân sút như Xuân Trường thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. 2-0 dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Từ Tuấn Anh đến Lương Xuân Trường, từng cầu thủ đang được phát huy những đường cong mỹ miều tuyệt diệu ở Mỹ Đình. Và chứng kiến bàn thắng này của Lương Xuân Trường, chúng ta lại phải nói lại một câu nói. It will be quite high. It's very special. It is very special indeed. What a goal from Quang Hai onto the back of the net. Let's take a look at the technique on the strike once again. Got a wall that jumps there as well. Around the man. Around the wall. Perfect, perfect free kick from Nguyen Quang Hai. Một chiếc lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá lập tung lưới của Yemen. Không phải là cầu bồng trong tuyết, nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm 10. Một siêu phẩm của... Quang Hải, Xuân Trường là hai cầu thủ đang đứng trước cơ hội để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Quang Hải đá. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Một đều trong trận. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy, những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã biết cách chắt chiu, đã biết cách để nâng niu nó. Anh Dung có thấy không, khi chúng ta được hưởng quả đá phạt, ông Park Hang-seo đã ra ký hiệu và tôi hiểu rằng đó là một sự chỉ định người sút phạt. Và đó là những cái ký hiệu mà ông và các học trò đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thương Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này ở đường cong quá hoàn hảo mà nó tạo ra. Tôi nghĩ là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản được cú sút này của Quang Hải, treo bóng vào đúng góc cao và chúng ta thấy là thủ môn Uzbekistan đã bay. Tua กำแพงก็ระวังเหลี่ยมปั่นขวาของเดือนซุนเชียงนั่นแหละครับปั่นลูกนี้โอ้โหมาจริงๆครับโอ้โหนาทีที่21นะครับโอ้โหสุดมากครับข้ามกำแพงโค้งเข้าแล้วหล่นที่เสาสุดปัญญาที่ประตูคนไหนจะรับได้ล่ะครับอย่างนี้ดูครับโอ้โหแม้ว่าจะอาจจะไม่ถึงกับแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแม่นแบบนี้เนี่ยมีลุ้นทุกที่ครับ1-0แล้ว Hãy cùng chờ đợi quả đá phạt này của các cầu thủ anh Gia Lai. Xuân Trường! 1-0 dành cho anh Gia Lai! Đó là bàn thắng dành cho sự khẳng định của Lương Xuân Trường, giúp cho người ta có thể mường tượng ra cái cách mà Xuân Trường sẽ hạ gục thủ môn đối phương.
vẫn dáng chạy đấy là như vậy, vẫn cú một biết lòng như vậy, và thủ môn Lương Bá Sơn không thể làm gì hơn. Tỷ số là 1-0 dành cho Anh Gia Lai. Người ghi bàn là Lương Xuân Trường. Một lần nữa sẽ là cơ hội dành cho Xuân Trường. Quá đẹp mắt, quá đẹp mắt và quá hoàn hảo. Và nào, rất kỹ thuật, tuyệt vời. 1-0 ở phút 89. Đó là sự khác biệt trong sự thay đổi người của huấn luyện Park Hang-seo. Cú dứt điểm bằng má ngoài chân trái đầy điều nghệ của Đoàn Văn Hậu. Niềm vui của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, niềm vui của Bầu Hiền. Cơ hội để U23 Việt Nam toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên. Chúng ta cùng xem lại một cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta không có được nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng những bàn thắng như thế này của cầu thủ Việt Nam. Một quy động người vào sân để thế chỗ thứ hai là Phan Văn Đức. Đây là cơ hội của chúng ta, Văn Long. Cú đá quá tuyệt vời. Cầu thủ của chúng ta dường như mà người chuyền bóng là Lương Xuân Trường. Lại là một pha kiến tạo nữa của số 6, một tiền vệ xuất sắc của đội tuyển U19 Việt Nam. Và cú bẻ má ngoài chân phải này của Phan Văn Long, thật khó tìm lời nào để có thể mô tả cho vẻ đẹp của nó. Một cú đá mà nó đã khiến tôi nhớ lại pha xử lý của Dennis Bergkamp trong trận đấu tại World Cup 1998, với một cú đá bằng má ngoài chân phải rất điệu nghệ. Chỉ có thể nói là pha bóng hay của cầu thủ 23 Việt Nam. Đó là một tình huống xử lý tốt. Văn Hậu, nhà bóng hay, quá hay. Bàn thắng khiến chúng ta nhớ lại màn trình diễn của chính Quang Hải tại M150 Cup cách đây chưa lâu, với hai tuyệt phẩm vào lưới U23 Myanmar. Chúng ta xem lại pha bóng này một lần nữa. Pha nhả bóng của Công Phượng cũng là rất hay, rất tỉnh táo để bóng đến đúng vị trí, đúng tầm chân dứt điểm của Quang Hải. Một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10 ở cách mà Văn Hậu vượt qua cầu thủ đối phương, ở cách mà Công Phượng nhả bóng lại. Và Quang Hải chân trái. Quá! Không thể tin nổi. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng đường cong của pha phối hợp giữa Phan Văn Long và Nguyễn Tuấn Anh. Cú đá là quá xuất sắc, và dù Mio Milat đã bay người hết cỡ nhưng anh cũng chỉ là một khán giả bất đắc dĩ, và pha bay người đó chỉ làm tô điểm thêm cho sự đẹp mắt và ấn tượng trong cú đá này của Tuấn Anh. Công Phượng đội phản công. Sút xa. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng rất đẹp mắt này. Một lần nữa Công Phượng lại chứng minh được đẳng cấp ngôi sao của mình. Cú sút từ rất xa. Bóng đi căng vào góc chết. Rất đẹp mắt. Công Phượng quả xứng đáng là cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đánh đầu. Công Phượng. Cười. Và 7-0. Phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng thứ 3 của Công Phượng ở trong trận đấu này. Quá đẹp mắt. Không có. Văn Hậu, cú đá ngay. Tuyệt vời.
không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật của hiệp đấu đầu tiên là Văn Hậu. Điểm 10 cho chất lượng, đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về cú đá này của hậu vệ Mao số 20. Và đây không phải là lần đầu tiên Văn Hậu có một pha lập công như vậy. Tuấn Anh. Tuấn Anh, một đều cho đội tuyển Việt Nam. Như chúng tôi đã nói, nếu như đội tuyển Việt Nam tự tin như những phút vừa qua, chúng ta có thể tạo ra được sự khác biệt nhờ những tình huống phối hợp tấn công như vậy. Cú dứt điểm là quá khó của Tuấn Anh. Khi Xuân Trường có bóng trong chân thì lấy bóng trong chân cầu thủ này gần như là điều không thể. Cú cứu lòng của Xuân Trường. Chúng tôi phải nói gì nữa đây về màn trình diễn của tiền vệ mang áo số 14 bên phía đội tuyển Việt Nam. Không thể chê vào đâu được. Sau những màn trình diễn tuyệt vời, những đường kiến tạo cho đồng đội lập công thì lần này Xuân Trường đã tự mình tạo ra một tuyệt phẩm. Một cú cứa lòng từ khoảng cách khoảng 30m. Khiến cho lưới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên một lần nữa rung lên. Tỷ số là 4-2 cho đội tuyển Việt Nam. Một lần nữa Xuân Trường. Tất cả từ đó thì sức ép sẽ được đẩy ngược lại. Dứt điểm, cú đá! Trung tâm của chúng ta đã lên tiếng. Khoảnh khắc bùng nổ của hai cầu thủ tiền vệ trung tâm của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay. Niềm vui của ông Park Hang-seo, niềm vui của số ít các cổ động viên. Xuân Trường, đường chuyền rất hay của Văn Thanh, không biết vị rất đẹp. Tỷ số là 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Một pha phối hợp giữa hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, JMG. Xuân Trường một lần nữa đã tỏa sáng và thể hiện khả năng quan sát. Và lần này lại là một bàn thắng tuyệt vời. Xuân Trường và Văn Thành, những cái tên luôn được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng tuyệt đối, đã đáp lại lòng tin của Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Dứt điểm. Gần tương tự với bàn thắng mà anh đã ghi được vào lưới của Timor Leste. Sau khi để cho đối thủ vươn lên dẫn bàn từ một tình huống sai lầm cực nhanh của U19 Việt Nam, Công Phượng. Công Phượng trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo nên một tuyệt phẩm, đúng là một tuyệt phẩm của đội trưởng áo số 10 bên phía U19 Việt Nam. Không phải là hàng phòng ngự của Australia không có sự cảnh giác đặc biệt với đội trưởng của U19 Việt Nam khi Công Phượng đã từng có cú đúp vào lưới đội bóng này, và Công Phượng cũng đã từng vượt qua ba hậu vệ của Australia để mở tỷ số hai đội gặp nhau. Và lần này trước vòng vây của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn làm được một điều không tưởng, làm tung lưới của Anthony trước một hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ của đối phương. Một bàn thắng xứng đáng được nhận điểm 10. Nếu như in the central striking role, but we get back to that. Quang Hai with the strike, what a goal! He's done it again. What? He's never been able to get a hold of him, this Altin Nasser side. Just have a look at him leaving Altin Nasser defenders in his wake there, just standing, looking at each other, saying, "You deal with him. Oh, you go deal with him." There's still got lots of work to do with the finish that he wraps his left foot around the ball. And there's absolutely